Thật sự trong cái cuộc đời này ai cũng có cái khó ấy vị. Đừng bao giờ nói rằng tôi kiếm tiền là khó nhất, còn bà ở nhà là khỏe. Mỗi người nó đều có cái khó của nó. Ở nhà có cái khó của ở nhà, đi kiếm tiền có cái khó của kiếm tiền. Nên ai cũng có cái khó. Sống trong cuộc đời này, cái người được nhiều người yêu thương thì cũng có cái khó của họ. Còn cái người mà không ai yêu thương cũng có cái khó. Tại vì mình chưa đặt vào hoàn cảnh họ nên mình thấy ước gì được như họ. Chứ bản thân của họ cũng có cái khó. Thật sự mà nói trong cuộc đời này ai mà không có cái khó quý vị. Tu tập mà nghe đạo mà để mở tâm lượng ra thì việc này nó quan trọng. Đặt mình vào người, đặt mình vào người thì tự nhiên sẽ cởi mở tâm tư, tâm lượng sẽ mở rộng. Nó tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Ví dụ như các bé nhỏ 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 ngồi đây đi, mình phải nhìn được hoàn cảnh gia đình của mình. Mình nhìn rằng là mình còn nhỏ, mình chưa có làm được việc gì lợi ích, mình cứ đòi quà bánh từ cha mẹ mình đòi suốt. Vậy thì bản thân của mình vậy nó không ngoan. Hoặc là chùa mình từng nào cũng cái duyên tổ chức sinh nhật cho đại chúng. Như từng này 28 người sinh nhật, 28 người nào. Nó nhiều cháu đi đến đây nó nghe sinh nhật, nó đâu có đòi quà bánh gì của cha mẹ đâu. Mà nhiều cháu sinh nhật ở đây rồi, các cháu cũng đâu có ăn thịt đùi gà đồ đâu, mà lại còn được niệm Phật, còn nghe đạo đức để hồi hướng cho cha mẹ nữa. Việc này nó lợi ích. Nó nghĩa là điều này được lợi ích, gọi là trăm lợi không có hại. Còn ngoài đời thì nó đòi cái này đòi cái kia, đòi cái nọ tùm lum, nên hại nhiều hơn lợi. Đòi nhiều thứ quá. Nên con của mình á, con của mình mà kiểu như mà tính tình của nó hẹp hòi là mình biết đứa con này lớn lên không có thành tựu gì. Đứa con mà hẹp hòi là lớn lên chắc chắn không có thành tựu gì. Với tâm ganh tị, tâm ích kỷ, tâm ganh tị, đố kỵ, chắc chắn cái đứa này lớn lên không bao giờ có sự thành tựu. Dù có học cao cũng không có thành tựu, nó chắc chắn cái vị. Nhìn đứa con mình là mình biết nó có thành tựu hay không rồi. Cái đứa con mình mà đối với anh chị em nó mà nó biết khoan dung, nó biết chia của cải, nó biết chia thức ăn cho anh chị em, nó là biết đứa này lớn lên, đứa này nó thành tựu. Vì cái tâm lượng đứa này nó lớn, phước báo nó lớn. Còn cái đứa mà nó keo kiệt, nó hẹp hòi, nó có gì là nó giấu đút ăn mình. Mình nhìn đứa này nó có giỏi cái nào giỏi, nhưng đứa này nó không thành tựu. Vì cái đứa vậy nó không ai chơi nó. Mà con người thành tựu trong sự nghiệp, trong cuộc đời này đa phần là người ta tâm lượng rộng lớn, nên bạn bè cũng nhiều. Sự thành công của ta là nhờ có nhiều bạn bè hỗ trợ giúp đỡ ta mới thành công. Đa phần là con người tâm lượng hẹp hòi là ít có bạn ấy vị. Giống như chùa mình nó về càng ngày càng đông là do vì cái tâm lượng mình đấy rộng người ta mới về. Tâm lượng mình mà hẹp hòi đi ai mà về đây quý vị, về đây làm gì? Về mà từng nào ông thầy ông cũng than thở, mình ăn nuốt không vô với ổng á mà, thấy không? Mình ăn uống cái gì ổng cũng than thở, sao ăn nổi đây? Thôi mệt quá. Chứ từ chùa còn có người một người nấu ăn cho ông thầy, thấy không? Đó. Nên á, có người mình á, xài cái gì cũng vậy, đúng nơi đúng chỗ, nhưng tâm lượng phải lớn. Thì tâm lượng lớn phước báo lớn. Mình á, mình muốn tâm lượng mình lớn là con người mình biết phải nghĩ cái lợi ích cho người ta. Mình thường nghĩ cái lợi ích cho người ta là tâm lượng mình lớn. Như những đức tu hành viết càng ngày con người mình nó dễ tính ngay cái chỗ. Có nhiều Phật tử người ta gặp mình đã quý mến, người ta tập trung lại, có khi người ta chụp hình, người ta bao dây mình lại, ngợp thở muốn không nổi. Mà mình không có một cái thái độ gì, mình bực bội khó chịu. Mình tập vậy đó, mình bực bội mình khó chịu, người ta sẽ thấy đó mà người ta bực bội, người ta không thích mình nữa.
Tại vì ta quý mình ta mới lỡ người ta chụp hình, chứ mình có đẹp đẽ gì đâu. Mà ta lỡ người ta chụp hình mà mình còn bày đặt là làm giá thì thua luôn, đúng không? Đó, mình ngồi ai làm vậy đó làm đi. Ngồi im gu vậy đó. À, những đức quý vị ý thì lễ lọc, ngồi im gu vậy đó. Ta lỡ người ta vuốt ve thí đại. Nhiều người ta quý vuốt vậy nè, rồi ta thoa đầu người ta vuốt. Kệ người ta muốn làm người ta làm. Chuyện này mình cũng đâu có dạy người ta vậy đâu, người ta thích vậy kệ người ta. Hiểu không? Nó nghĩa là mình ngồi im gu vậy đó. Rồi chút mình hỏi xong chưa? Là xong rồi đi về. Thấy không? Nên ta thấy mình hiền ngồi vậy người ta tội nghiệp, ta thương. Người ta mới cúng dường mình nuôi cái bà già. À. Nên từ nơi đó mình tu với cái tâm tùy hỷ vậy. Như Hòa Thượng Tịnh Không thì tốt. Người ta đến với Ngài thì ngồi cười vậy. Ngồi vui cười vậy. Nó nên tu tập viết con người mình tâm lượng mở rộng ra. Ví dụ như tất cả các nhóm đoàn, nhóm nào gì đó, khi mình đến chùa mình muốn làm một cái gì đó mà trong cái phạm vi nào mình làm được gọn gọn mà thấy vui vui, kệ ai làm được thì làm. Kệ người ta. Thấy không? Khi người ta làm được mình chạy là mình chơi chung nữa chứ. Ta chụp hình mình chạy là mình đưa tay rồi lên thí đại đi. Có sao đâu. Chứ đừng nói rồi cái nhóm của người ta, không phải nhóm của mình. Cái bà này làm gì mà làm dữ, kỳ cục ghê. Không, đừng có nghĩ gì chân á, thấy không? Nhớ phải loại hết những cái tâm của mình không vừa lòng, không vừa ý những cái người khác, người ta vui, thấy không? Loại cái tâm đó nghe, thì tâm lượng nó mới mở rộng nha quý vị. Chứ mình đừng có cái tâm thí dụ như a à, ôi ơi cái đoàn đó à, đến gặp thầy làm thì ghê, mai mốt là tôi mà làm còn dữ hơn. Đừng bao giờ có cái tâm vậy. Hoặc là mình Phật tử đi đi về chùa, cái gì bà cúng nhiêu, 50 ngàn, trời 50 ngàn cũng nói tôi cúng 100 ngàn cho bà coi cúng dường. Đừng bao giờ có cái tâm này. Mình cúng sao là cái chuyện của mình, đừng bao giờ có cái tâm hơn thua chuyện cúng dường hoặc hơn thua để gần gũi ai chứ. Mình tùy duyên, mình quý mến, nghĩa là những đức cũng tùy duyên quý vị, vị cũng tùy duyên những đức, đúng không? Đó, các vị nhớ đây là cái cách hướng dẫn mà làm cho con người sống hòa hợp. Còn ta không hòa hợp thì kể người ta, còn mình thì hướng dẫn hòa hợp, ai hòa cũng hòa kể người ta, riêng mình hòa tự tại quý vị. Thì nhớ nè, đặt mình vào người ta sẽ thấy cái khó. Cái ngành nghề nào cũng có cái khó chứ. Ví dụ như con mình đi, nó đi học, mình đặt vấn đề cho con mình: con năm nay con phải học, phải đạt vậy đó. Con phải được vậy đó, nghe không? Đừng có cái tâm đó quý vị. Cái tâm đó mình áp đặt con mình nặng quá. Nếu như mình đặt vai trò mình là con của con, mình là con thế có làm sao? Rồi một ngày học bao nhiêu khóa học, rồi học môn này môn kia tùm lum chân căng thẳng, rồi quý vị đặt vào con đi rồi quý vị sẽ như thế nào? Vì dồn nén cho con, vì giết nó căng thẳng, thằng kinh nó điên làm sao? Nên nhà Đức nói con nít bây giờ nguy hiểm cái vụ xài điện thoại này nè. Quý vị bấm lên bệnh viện Nhi Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh vì coi coi, có nhiều trẻ em bị bệnh mà bị nghiện điện thoại kìa. Tự nhiên nó bị bệnh quý vị ơi, nó nằm không có chiếc điện thoại mà lấy tay làm nè, quớt điện thoại nè, bị bệnh luôn rồi. Rồi có những đứa nó ngồi làm nè quý vị, vậy đó, không biết bị cái gì luôn nữa, mà toàn là do nghiện điện thoại mà ra. Tại vì cái bộ não của các cháu nó còn nhỏ quý vị ơi, nó nhìn điện thoại với bị ảnh hưởng não luôn quý vị, não bộ bị ảnh hưởng. Nếu mà cái đà này á, con nít sau này nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm á. Đừng có bao giờ nói rằng thôi để mình đưa chiếc điện thoại cho con mình để mà mình làm việc gì cho nó tiện lợi.
Mình hại con mình á, cho nó nghiện điện thoại, bậy quá. Hồi sáng thì đứa gặp có đứa bé nó không biết nói chuyện, mà nó nghe được mà nó không biết nói, vì nó lớn rồi nó không biết nói. Mà sao nó không biết nói mà nó bấm điện thoại đi ghê chợ. Nó giật cái chuyện điện thoại của ba nó hoài, nó bấm quá trời bấm, quý vị ơi. Bấm vậy đó. Thấy không? Nên từ nơi đó quý vị à, mỗi người chúng ta nên rèn luyện con mình từ khi còn nhỏ, nó phải có một cái góc độ gì đặc biệt. Nhất là con còn nhỏ phải tập cho con mình tâm lượng lớn. Cái này là cái quan trọng. Tập cho con mình tâm lượng lớn. Nhớ này quý vị. Quý vị dẫn con đi ra chợ, quý vị muốn mua cho con bị cái bánh, quý vị nhìn quan sát có đứa bé bán vé số, đứa bé đi xin. Quý vị nên mua cái bánh, kêu con bị cho em, cho anh. Dạy con mình lúc đó, con à, mình được đầy đủ gì, con thấy các bạn khổ hơn mình chứ con. Con nên mở rộng tâm lượng để biết thương bạn nghe. Rồi mình ăn cái gì có cho con mình đưa cho con mình, kêu bẻ làm hai, chia cho bạn. Tập cho con từ khi còn nhỏ có cái tính này nè. Đừng có bao giờ nghe mà dạy con mình, nè con, bánh của mẹ cho nè, vô trường học để dành ăn nghe, không có cho ai nghe chưa. Dạy cái này là sai, dạy này là tầm bậy rồi. Đừng có cho ai thì nó không bao giờ cho ai nữa. Thì nó có đồ ăn nó để dành riêng mình nó ăn không à. Vì dạy con bị ích kỷ rồi, sau này nó không cho ai chứ thì anh chị em nó cũng không cho luôn. Vậy thì sau này nó lớn lên nó dành của cải với nhau, nó phải hại con, thấy chưa? Do mình dạy mà ra. À. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ bản thân mình là người nữ, mình làm vợ người ta đi. Mà bây giờ á, mình đi đâu chồng mình nó cũng ghen, mình đi đâu cũng không được chứ, quý vị thấy khổ không? Vậy quý vị đi đâu cũng bó buộc chồng quý vị chứ, thì chồng ta cũng khổ. Đàn ông nó cũng khổ. Thương thì phải tin nhau chứ. Cái đụng đâu cũng ghen hết trơn, giết mất hạnh phúc luôn. Nó bó buộc giết giống như con chim mà nhốt trong lòng. Nó muốn bay ra khỏi lòng mà bây giờ á, nó tìm cách mọi cách, có cơ hội là nó bay mắc dép luôn. Chim mà có dép đâu mang mà mắc. Hiểu không? Mình bó buộc người ta, khi người ta bay rồi người ta không có quay lại đâu quý vị ơi. Nghe không? Tuy thương nhưng mà thương quá đáng, nó làm cho mất đi cái tình cảm luôn vậy đó. Sợ luôn, thương mà thấy sợ. Nên mình thương ai, mình lo cho ai nó cũng vừa vừa thôi. Đừng có thương quá thương, nó làm nó cũng ớn lắm quý vị. À, thương quá giết người đó giống như là bị tai biến. Thương họ giết giống như họ là tai biến. Hiểu không? Giống như những đứa bây giờ tự nhiên mà đứng lên có người đem nước đưa cho mình, mình thấy mình giống như là người bị tai biến. Có những lúc phải để cho mình khát nước thì tự uống. Thấy không? Để khăn đại đó, mình thích lau mặt mình lau, không lau thôi. Chứ cái gì mà cũng cầm đưa cho mình thì không khác nào mình bị tai biến quý vị. Lâu ngày nó yếu luôn. Phải tạo cho mình có một nguồn năng lực mạnh mẽ. Có người vậy sao này mới khỏe. Mình mẩy nó cũng ít ghẻ. Hiểu không? Đó. Nhưng Đức nói quý vị nghe là mỗi tuần thứ bảy bây giờ á, vợ chồng nên đi về đây, dẫn con theo, nói chuyện chút xíu xíu, ngồi vợ chồng con ăn uống chung, hạnh phúc, gầy dựng cái hạnh phúc gia đình ngay ngôi Tam Bảo. Nghe giáo dục nó mở rộng tâm lượng ra. Nội mà bữa nay quý vị nghe cái câu mà đặt mình vào người thôi, quý vị nên tập đặt mình vào người đi. Ví dụ như bây giờ chồng mình nó đi làm về trễ, mình hỏi một tiếng đi chứ mình đừng có cái câu đầu tiên mình hỏi, ủa đi đâu mà giờ này mới về. Nó đi để về trễ nó mệt rồi, nó làm gì kệ nó, mình cũng đâu có biết. Thì mình hỏi đại, anh ăn cơm nước gì chưa? Thấy không? Dọn cơm ra nghe, để em đi hâm đồ ăn. À, rồi vô thay đồ đi để em giặt. Để hâm đồ ăn bưng ra cho ăn. Còn không ăn nổi thì thôi. Mình hỏi một tiếng đi chứ mình đừng có mình nhìn cái mắt kênh kênh. Mình suy nghĩ là chắc đi đâu mà giờ này mới về. Nói ồ đi đâu giờ này mới về à? Rồi đi làm mấy giờ? Rồi đi đâu giờ này mới về? Mình hỏi cái đó là có chuyện gia đình lu bu lộn xộn xảy ra liền. Hiểu không? Đó, mình đặt mình vào người ta, có khi người ta đi kiếm tiền,
đâu phải là đi làm xong rồi cái đi chạy về nhà liền. Có khi người ta cũng có sự giao thiệp của người ta chứ. Trong cái cuộc đời không có sự giao thiệp sao làm ăn? Chạy xích lô mà còn giao thiệp với xe ôm mà. Hiểu không? Xích lô xe ôm còn giao thiệp nhau mà. Để làm chi? Để có cái gì, có khách hàng đồ gọi điện thoại qua lỡ. Nó giao kết với nhau. Trời ơi, bánh bò với bánh tiêu mà còn kết hợp. Bởi vì cái gì đó cũng phải cho người ta giao thiệp. Hiểu không? À, mình chỉ có nhắc nhở người ta cái hay nhất. Có gia đình rồi, có con cái rồi, cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, có trách nhiệm, làm cha người ta đã nghe, làm mẹ người ta đã nghe. Mình nhắc những điều quan trọng vậy thôi. Còn cái việc người ta lớn để người ta tự giác đi. Vậy đó mà ta cảm thấy người ta về cái mái ấm gia đình nó bình an. Hỏi đon, hỏi ren, giết mệt, nghĩ gì luôn. Bó buộc quá mà khổ. Thấy không? Đó. Nên quý vị nghe gì ấy, coi coi cái gia đình mất hạnh phúc có chừng do chúng ta không biết nuôi dưỡng cái hạnh phúc, mà cứ là nghi kỵ nhau và trở thành xa nhau. Nghi kỵ mà trở thành xa nhau. Ví dụ như mình là đàn ông mà mình sống với người phụ nữ nào mà nó ghen quá, mình thấy cũng sợ. Mà nó ghen giết rồi nó thành bà la sát. Hiểu không? Nên có một cái chú này, ông cũng lớn tuổi, 50 tuổi, mà ông có vợ, vợ ông mới có 35 tuổi à. Có nghĩa là con nhỏ này đi đâu ông cũng không cho đi. Đi đâu cũng không cho đi chứ. Ghen á, ông sợ mắt nhỏ này. Cuối cùng nhỏ này trốn đi mất tiêu luôn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó cái sự bó buộc là mắc nhau đó quý vị à. Thấy không? Ta thương mình là ta thương, người ta không thương là không thương à. Mình càng bó buộc người ta thì khổ là bản thân mình phải chịu. Khổ là bản thân mình chịu. Nó chứ không phải là bó buộc người ta mà giữ người ta được đâu chàng. Duyên nợ nó gặp nhau, hết duyên hết nợ nó xa nhau. Còn duyên còn nợ chạy chờ cũng không khỏi cái bàn tay mình á. Còn nó hết duyên hết nợ rồi mình có bó buộc nó cũng không ở bên mình đâu. Thấy không? Nó có duyên thì gặp mà, có nợ thì đến. Còn hết duyên hết nợ không có gặp không đến nhau được đâu. Nên chúng ta được ngồi với nhau gì là cũng có duyên có nợ rồi đó. Hiểu không? Nó thật sự mà nói trong cái cuộc đời này duyên nợ nó rõ ràng luôn. Bây giờ quý vị về đây mấy cô từ hồi chiều tới giờ mấy cô nào là chiên đồ ăn, nào bưng bê ra là duyên. Rồi mấy cô sắp xếp ra để cho mình ăn là nợ. Chứ nó hai cái đó mà nó không có làm sao hình thành chạy. Trong cõi đời mà lục đạo luân hồi, duyên nợ. Chứ đâu phải là không mà tự nhiên họ bày ra tới vị được ngồi đây. Cái người mà họ không có duyên có nợ, họ đi đến đây họ ngồi trước á, không vô đây được. Mình hỏi sao không vô, nói không thích. Thấy ngộ không? Còn đa phần ai cũng thích vô đây là vì chúng ta có duyên có nợ. Đó. Thấy không? Mình đi ra đường mình thấy có những người tự nhiên ta vừa gặp mình cái là ta cười, ta chào mình, lão quắc lão quên ta chào mình. Có những người tự nhiên ta gặp mình làm gì vậy? Vô duyên tự nhiên. Biết nhau đâu mặt gặp kinh tôi chợ. Tự nhiên tôi gặp mày tao ghét nghĩa được không? Xin thưa quý vị nghe, trong chùa nè. Xác thực 100% luôn, cả mình tu mình phải theo cái quy luật tự nhiên luôn. Có những cô để lỡ nói chuyện với mình nói chuyện vui lắm quý vị. Còn có những cô vừa bước lại nói chuyện là mình bực bội, mình la ầm sùm. Có một lần cái cô đó hỏi Như Đức, ủa sao con thấy thầy nói chuyện với mấy cô kia vui mà sao mỗi lần mà con mà mở miệng con nói là thầy la ầm sùm, sao kỳ vậy thầy? Như Đức nói thích vậy. Tự nhiên gặp bả là thích la, thích vậy ra được không? Thôi vậy chừng nào mới hết, chừng nào hết nở hết. Biết chừng nào, cứ để tự nhiên đi. Hiểu không? Cứ bị la hoài đi, tới nào hết nợ thôi à. Mà chừng ở đâu đi đến đâu mới hết nợ. Cực lạc mới hết nợ bị ư. Nên về á, ai mà mới đi đến đây á, đăng ký cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ của chùa mình đi, rồi về nghe thêm những bài giảng pháp thêm đi.
Quý vị mà chỉ cần vui cái thôi là tự nhiên cái tâm quý vị nó không có gì bực bội buồn phiền. Vì nhớ nghe, buồn là bao nhiêu nỗi buồn nó quay lại với mình, còn vui là bao nhiêu niềm vui nó đến với mình. Khi quý vị mà vui nhiệt trước mặt vì cái gì cũng tha thứ được chứ. Còn khi bực bội là cái gì cũng không tha thứ được chứ. Bực bội mà con mũi bay ngang chụp mũi luôn, xử mũi luôn nha, đừng nói chuyện dẫn chưa. Hiểu không? Mình mà vui rồi ai nói chuyện văng nước miếng vô tay mình làm nè. Vui là liếm nước miếng luôn cũng chơi nữa. Còn bực bội nghe, còn chỉ cần mà đi ngang mình cũng ghét. Thấy chưa? Nên á, con người mà nó sanh tâm là từ nơi á, cái bực bội khó chịu á, nó sanh tâm như đó là nó hiện tướng khổ đau. Nên nó bị tập đi. Nhất là phái nữ, nam nữ gì cũng vậy. Người vui vẻ là ai cũng thích quý vị ơi. Thật sự mà nói ai mà không thích uống nước mát quý vị. Nước mà nóng nực quá, khó chịu, nóng quá, khó uống lắm quý vị ơi. Ví dụ như quý vị thích ngồi nằm trên bàn trong không? Ai mà thích đâu. Thích nằm cái niệm ngon lành mềm mại chứ ai thích nằm bàn trong gai góc đâu quý vị. Hiểu không? Nên con người mà sân si gai góc không ai thích mình đâu quý vị ơi. Mà con quý vị nó cũng không thích quý vị nữa. Cha với mẹ mà cha dễ tính là con nó đeo theo cha. Mẹ khó tính là mẹ là con nó tránh mẹ. Khó là nó tránh mình nè. Mình á vui vẻ hoan hỷ thì nhiều bạn thích mình. Mình mà khó khăn là bạn tránh xa mình. Hiểu không? Mình mà vui vẻ mặt dễ thương là người ta thích mình nè. Còn mình mà đi đâu mặt mình không? Nhìn là không muốn chơi rồi. Nên hồi trưa nhà Đức nói chuyện, nhà Đức nói đừng bao giờ cái mặt nhau nghe chưa. Tu với không có nhau nữa. Có cái bà đi về chùa mình lúc trước, bà về chùa mình hồi đó đó. Bà về vị biết không, cái mặt bà tối ngày gì nãy vị. Mà bà về chùa mình viết từ từ quý vị. Hết nhau luôn quý vị ơi. Ồ. Quý vị nhớ nghe, cái người mà nhau nhau á là cái mặt tiền này nó hết là tiền mới đến. Mặt tiền tiền mới đến. Cái người mà vui vẻ hoan hỷ nó mở mặt tiền ra làm ăn kinh doanh được lắm. Thấy không? Nhớ nghe. Nó xấu đẹp gì cũng biết mà cái người mặt vui vui cười cười là thấy ngon rồi. Nó cứ tùy hỷ, A Di Đà Phật tùy hỷ. Tùy hỷ. Nhớ là đặt mình vào người sẽ thấy có cái khó. Trong cuộc đời con người thật sự quý vị, không có ai mà đi lấy bùn chay vô mặt mình đâu quý vị ơi. À, đừng bao giờ trách hờn người ta tại sao người ta dạy khờ lấy bùn chay vô mặt mình. Thấy không? Cái gì nó cũng có duyên nghiệp của nó chứ không ai dạy khờ lấy bùn chay vô mặt mình đâu. Học Phật Pháp hiểu đúng nguyên lý này rồi, ai với đạo Phật. Xong. Giờ chồng của mình á, nếu ổng mà sống đàng hoàng nghiêm túc, con á tôn trọng biết nhiêu nói, vợ cũng tôn trọng. Nhưng mà tự nhiên chồng của mình ổng đi có vợ bé vợ mọn, con xem thường nó chửi ổng. Thì thấy không, làm cha người ta bị người ta chửi thì thua rồi. Tại ổng tự ổng làm gì ổng chịu chứ sao giờ. Thì thôi mình làm mẹ cho ngon đi. Mà mình mà không hiểu đạo mình thấy á, chồng của mình nó làm tầm bậy mình làm theo. Nghĩa là ông ăn chả bà ăn cà lem, thua luôn. Hiểu không? Ông ăn chả kệ ông, mình về mà nấu cơm ăn đi cho nó ngon, gầy dựng một gia đình cho ngon lành. Thấy không? Đó. Giống như có cái cô này, cô có chồng, chồng cô làm công an. Thì công an làm việc đi suốt vậy đó, đi tối ngày. Công an mà bận bịu lắm, khi trực ca đồ nó đi ngược thời gian. Cái đêm hôm đồ đi trực ga đồ này kia. Bà này bà cô đơn, phòng không chiếc bóng. Bà buồn giết mà nhìn mặt như khỉ khô. Mà từ khi mà bà về chùa mình tới giờ nhìn bà giống khỉ già. Ý quên nó lọc. Từ khi bà về chùa tới giờ bà vui vẻ lên mà đẹp lại. Thấy chưa? Rồi sau đó gặp nhà Đức mới nói nè, trời ơi thầy, bởi vì khổ là do con nè thầy, khổ là do con.
chồng nó đi chật muốn chết luôn, mà con cứ nhà con ngủ không được, ăn ngon ngủ yên, giết con nhịn mặt thì như khỉ khô. Mà từ khi con về chùa tới giờ con nghe thầy giảng con vui vẻ, con quan hỷ thôi. Nó đi chật con thì ở nhà nghe thầy giảng xong ngủ giấc tu thờ, ngủ giấc ngon lành luôn. Thấy chưa? Khổ là do mình. Nó người ta đi sớm về muộn, mình ở nhà mình cứ nghe pháp mình niệm Phật đi, vậy thì mình vui biết nhiêu nói, đúng không? Nên nó thôi mấy cô ơi, mình thương thì thương thôi, bỏ đi cái tật ghen mệt lắm nghe mấy cô. À, ghen tuông khổ lắm nghe không? À, ghen giết già lắm, mặt già chát như cá tắc lát. Ghen rồi suy nghĩ tùm lum chuyện quý vị ơi. Thấy không? Nó suy nghĩ tứ tung lang tang, diễn cảnh tá lả chứ. Mình diễn giống như mình suy nghĩ tùm lum tùm la chuyện. Chồng mình nó gặp nhỏ đó, gọi thương nhỏ đó thì sao diễn tàu lao mà. Rồi tự mình lo sợ luôn. Rồi mình lo sợ giết mặt mình vì khỉ khô. Mà khỉ khô chồng nó nghĩ gì vậy luôn. Bỏ mình luôn chứ làm sao. Phải chi mà ở nhà nghe pháp vui vẻ quan hỷ. Chồng về bước về cái là anh ăn cơm chưa. À, em dọn cơm cho anh ăn nghe. Hiểu không? Thay đồ thay đồ thay đồ thay đồ em giặt chứ. Hiểu không? Nè nước này uống đi anh. Nè uống đi. Ồ cái kiểu đó thì tôi bởi vì tôi đi đâu đi mà tôi phải về nhà. Tôi không về ngôi nhà thì chịu không nổi luôn. Bây giờ quý vị thấy không, quý vị thích về đây đúng không? Đó. Đa phần luôn thích về đây. Vì sao? Vui, đúng không? Niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Nhớ kỹ, khi con người mình vui á, cái góc độ nghĩ của mình nó cũng rộng. Khi con người mình vui, góc độ nghĩ mình cũng nhanh. Khi con người mình mà vui vẻ rồi, cái việc gì vô tay mình giải quyết cũng mau. Mau cấp kỳ à. Vì nhớ nghe, khi bị buồn phiền, quý vị bế tắc là bị suy nghĩ không ra chuyện luôn. Mà nó rối thêm, nó giống như là, nó rối như là màn nhện vậy đó. Nên bản thân mỗi con người chúng ta phải tập thường vui vẻ. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Chứ đừng có nhỏ mà quá lớn. Còn lớn thì thôi hết cửa đi ra, thua luôn. Nên mình tu á, mình nghe đạo thì nhớ kỹ nè, con người mình sống trong cuộc đời này không có bao giờ mà không có con đường đi đâu quý vị ơi. Cỡ nào cũng có con đường đi chứ nghe. Những đức nói mình là người nghe đạo mới biết niệm Phật cầu sanh cực lạc á nghe. Dù ta đóng cửa lên hết trơn đi chăng nữa mình cũng có đường đi nữa. Hay vậy đó. Đóng cửa hết trơn mình cũng có đường đi nữa quý vị. Trời ơi, người ta đóng cửa hết dân thì mình đi ra ngoài làm chi, mình ngồi trong đó là có đường đi rồi. Người ta đóng cửa lên hết dân rồi mình ngồi trong đó mình niệm Phật là có đường đi về cực lạc rồi, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình học Phật đi quý vị, ví dụ như một ngày nào đi Điện Đức ở trên cái lầu 3, lửa dưới nó cháy ầm, nó nhảy xuống cũng chết, thấy không? Không đi xuống được luôn, vì cái thời gian ở trên đó còn thời gian không bao lâu nữa thì chết rồi. Thôi ngồi xuống. Ngồi xuống chứ sao, còn chút thời gian sống vui thì sống một chút. Ngồi xuống. Ha 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 ha. Đứng mình la ôm sùm lên chứ. Chào quý vị nghe, tôi chuẩn bị đi về cực lạc nghe. A Di Đà Phật. Chào quý vị nghe. Rồi ngồi xuống niệm Phật, chờ lửa cháy lên đưa mình đi về cực lạc, thì giây phút đó mình chết vẫn là hãnh diện ngon lạnh, đúng không? Còn hơn mình chạy lăng xăng như mà cái con chuột mà bị đốt, đúng không? Ai mình đi làm duyên chi, bản thân mình cũng sẽ chết, sớm muộn cũng chết, trước sau cũng chết, nhất định sẽ chết. Vậy thì chúng ta ngồi xuống bình tĩnh chơi chút niệm Phật, cười chơi vậy được không? Chút chết đi về cực lạc, thấy hay không? Tập đi quý vị ơi. Không, tập đi. Ví dụ như cuộc đời mình ai biết được
cái lúc nào đó tự nhiên mình bị trôi lình bình dưới biển sao? Nghe không? Nếu mình tưởng tượng mình nghĩ bây giờ cá mập lỡ đớp mình sợ quá, mình nghĩ gì thì mình nó dọa mình sợ quá. Nghe không? Mình cứ lên trên dưới biển chơi đi một chút, mình cứ nghĩ rằng thôi mình nín thở, mình cho nó chìm xuống. Nghe không? Cho nó chìm xuống, mình niệm Phật rồi xong để Phật rước mình về cực lạc. Nghĩ vậy thì quý vị thấy nó hay không quý vị? Chứ mình dùng dãy làm chi? Dùng dãy trong cái chết làm gì? Nếu mình có cơ hội sống là nó sống à. Còn nó đã không sống là nó không sống. Con người chúng ta tin vào định luật nhân quả. Nó phải nhớ kỹ, quý vị mà sống gì thì đặc biệt quá. Đúng không? Nên những đức nói quý vị rảnh rảnh thứ bảy chủ nhật để về chùa vậy nè. Nó tạo cho quý vị cái nguồn năng lượng sống. Trong cái cuộc đời này nhớ kỹ, không có ai mà bế tắc con đường của mình đâu. Tại bản thân mình bị bế tắc thôi, chứ không ai bế tắc được con đường mình. Bây giờ ở đây quý vị coi, những đức lo cho 2.000 người mà người ta về ào ào gì như thế cũng sống lai rai. Có gì đâu, cũng có tiền xài lai rai, có thiếu tiền bạc gì đâu quý vị. Còn nhà mình có 2-3 người lo hoài, lo đến nỗi tóc bạc luôn. Thấy không? Còn đây người ta ì ì gì mà sao ta sống lai rai ngon lành. Quý vị coi á, bao nhiêu người đây mà chiên xào nấu nướng gì cũng dữ lắm quý vị, đúng không? Mà còn rủ quý vị về, còn rủ quý vị về về chùa, thấy không? Tại sao mình không sống vậy đi quý vị? Sao lâu rồi ạ? Cái bà mà bà cúng nón bảo hiểm nè, không biết bà có ngồi đây không? Bà có công ty nón bảo hiểm trên thành phố á, Phú Nhuận. Bà đến bà gặp như đó, nói dạ thưa thầy, từ khi dịch tới giờ thầy, mỗi tháng con cứ lỗ 1 tỷ thầy. Từ dịch tới giờ lỗ hơn 30 tỷ. Như thế hỏi bà nhiêu tuổi rồi? Nói dạ con 65 tuổi rồi. Sao bà không biết tính toán gì trên trời? Bà xưa học nhiều không? Nói dạ qua đại học. Còn tôi học cao học nè. Sao bà không biết tính toán? Tôi mệt thế ghê. Bà năm nay 65 tuổi rồi. Bây giờ mà bà có số tiền gì bà làm chi thêm nữa cho nó mệt, mà mỗi tháng bà lỗ 1 tỷ. Tôi như bà, tôi để cái số tiền đó tôi xài 3 đời cũng chưa hết. Lai rai, sống lai rai đi chùa chơi vậy được không? Bà cực khổ làm chi mà bây giờ bà lỗ nhiều dữ vậy? Rồi bây giờ bà lỗ tiếp tục nữa, bà làm chi, bà nghỉ đại đi. Bà nói dạ con gắng cố gắng cho hết năm nay. Nói tờ là tờ. Cố gắng hết năm nay lỗ thêm mấy tỷ nữa. Bây giờ bà dừng được rồi, sao bà không dừng? Nói dạ con muốn gỡ. Nói tờ. Bà gỡ muốn cục vốn luôn mà gỡ gì? Quý vị ơi, cuộc đời mình á, hai gia đình có 1-2 người à. Con mình chỉ cần mình tạo phước cho nó thôi. Quý vị dành nhiều thời gian để với gia đình, nhiều thời gian đi chùa, nhiều thời gian luyện về mặt tâm linh. Như con người bị sống vui biết mấy. Mà cái tâm bị vui vậy, con bị nhìn quý vị nó ngưỡng mộ. Gia đình quý vị hạnh phúc thì tự nhiên gia đình quý vị nó thịnh chứ làm sao. Quý vị đi làm ăn càng nhiều thì bỏ gia đình càng nhiều, bỏ gia đình càng nhiều thì con quý vị nó buồn. Mà buồn thì nó xài tiền phí phạm. Vậy thì gia đình quý vị tiền làm được nhưng mà nó xài hết trơn, mà mất hạnh phúc gia đình. Đến khi mình thọ mạng đến mình chết thì mình muốn tìm giây phút hạnh phúc của gia đình cũng không có nữa. Vậy mình tại sao mình không ngưng lại, bớt lại đi, đúng không? Ngưng bớt lại đi. Trời ơi, người ta đây 2.000 người mỗi ngày nè, ăn chay chứ xài cũng dữ lắm chứ, chứ đâu phải là không xài tiền đâu quý vị, thấy không? Nó nội mà xăng dầu mà chùa mình mà mỗi tháng mà đổ thôi 14-15 chiếc xe, vì coi đổ dữ lắm chứ, không? Nó xài phí dữ lắm. Vậy mà cũng lay rai, lay quay cũng sắp Tết nữa rồi. Tết tới bây giờ đấy nè, không? Các vị coi bây giờ chưa Tết cho người ta sơn chùa rầm rầm mà đó. Sơn chùa để đón cái vị gì ăn Tết? Chưa chứ bây giờ mà người ta đang đặt thèo lèo quá trời, đặt thèo lèo luôn rồi đó. Hiểu không? Rồi vài bữa tới chương trình khiếm thị nè. Mùng 12 tháng 10 âm lịch còn mười mấy ngày nữa. Mấy người mà có điều kiện, có tiền, giàu rồi đó, làm chủ cả rồi đó, bỏ ra vài trăm triệu
đổi ra tiền, dẫn nhân viên và mấy người làm công, dẫn mấy gia đình dòng họ đi đến đây, mình đưa tiền cho họ đi cho người mù, tự bị cho đi đó, chuyện tự bị làm luôn rồi đó, để cho người thân mình có cái cảm giác cho tiền người ta khổ, để dạy con cháu mình cái xã hội còn nhiều người khổ kìa, họ mù họ què họ lết kìa, hơn 5.000 người đó lỡ cho đi, rồi ở đâu mà tự nhiên bị kiếm được 5.000 người, tôi mà không rủ 5.000 người lỡ sao có chứ bị cho. Đúng ra cho người mù phải bo tôi chút đỉnh nữa, tại cái công tôi rủ nhiều người mù đến, phải không? Vậy vị coi, người mù đến đây là tiền xe nhà nước bao nè, bỏ bao thư nhà nước bỏ rồi, còn vị tự có tiền vị cho họ riêng đi, đó là cùng tu phước tu duyên, quý vị ô. Nè, không, cái hoàn cảnh này thứ bảy mà cái hoàn cảnh này mà ai mà không có duyên đến là uổng lắm quý vị, uổng lắm, nó thiệt luôn. Nghe nãy giờ cái thấy cái gì cũng thoải mái không à, đâu có gì nặng nề đâu, đúng không? Cái gia đạo này nó thịnh là do cái tâm thoải mái mà ra. Nó có cô cầm tiền của nó, đạo đưa thầy ngày mai không biết tiền đâu mua đồng hũ. Những đức nói bà tính bữa nay đi, mà đừng có tính ngày mai, tối đêm nay tôi sẽ có người đem đồng hũ đến. Nói trời ơi, trời, nghe sao ớn quá. Tối đêm nay tôi có người đem đồng hũ đến, không biết ai đem đến đây, vừa mới qua 12 giờ khuya thôi, chạy nguyên chiếc xe bự chà bá đến, chở nguyên một xe đồ ăn đến, kinh chưa? Chưa tới 1 giờ qua 12, mới vừa qua cái ngày mai thôi, qua 12 giờ tôi chở nguyên chiếc xe chạy rầm rầm đến, bốc kẹn sùm. Trong chùa ai cũng không hay ngủ hết trơn, tự nhiên như đứa nằm trong phòng, như đứa nghe gì tin tin quả trời, ngộ ghê. Mình bước ra mình thấy chở nguyên một xe, kêu thầy ơi, thầy mở cửa giùm con thầy ơi. Nói mày giờ này đi đâu mày? Nói thầy ơi, thầy cúng dường thầy ơi, cúng dường đồ ăn, nó cúng dường giờ này, nó giờ này giờ linh. Ghê chưa, giờ này giờ linh. Đó, cho mấy chú mở cửa ra đem vô đủ loại đồ ăn, chắc nguyên cả kho, kinh chưa? Trời ơi, cứ lo ngày mai hoài mệt thiết ghê. Có cái bà, cái bà giàu thiệt giàu, nó nói con, nó thiệt với thầy nghe, con lo dữ lắm thầy, con sợ con nghèo lại thôi, con có 3 công ty mà con cứ sợ con nghèo lại thôi thầy, bởi vì con cố gắng, cố gắng. Nó à, bà cố gắng đi, mai mốt chết. Tội là tàu, 3 công ty mà bà làm, bà cố gắng hoài, bà sợ nghèo lại, bà cứ sợ nghèo hoài. Tôi nói bà là người nghèo nhất trong cái cuộc đời này, dù là bà giàu mà bà nghèo nhất trong cuộc đời này, bà sợ nghèo. Đã có tiền rồi mà sợ nghèo gì, thấy không? Đó, con người sống tại sao mà không sống của ngày hôm nay, an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta, không? Đó. Nên ai về chùa mình nó nghe buồn dặn ai bỏ đi. Ở đây còn ai buồn dặn ai đưa tay lên coi, đưa tay cao lên coi. Con nít con nôi mà cũng đi buồn người ta, con nít đưa tay không kỳ cục ghê, trời ơi trời. Hiểu không? Vì nhớ nghe, buồn dặn người là bị chúng độc nghe quý vị. Nhớ nghe, buồn dặn người là chúng độc nghe quý vị. Đừng có buồn dặn người ta, vì buồn dặn người ta là bị xấu xí á, mặt nổi mụn tùm lum. Nó đừng buồn ai để trong tâm, nghe chưa? Nó cứ nhớ Phật, niệm Phật đi, tập tâm lượng mở rộng ra, mở tâm lượng ra. Dù nhà mình đồ ăn đầy đủ hết trơn, nhưng mà một chút nè, tới giờ mình ăn, ngồi đây mình ăn nè, mình gấp mình ăn lia lịa, tự nhiên thử làm sao. Chứ đừng có bao giờ nói ê trời ơi, trời, nhà tôi bao la đồ ăn này đem ra,
nó khỏi ăn đi, ăn của chùa thiếu nợ chết mồ, nó thấy chưa, cũng cái tâm đó nữa, thấy chưa. Cái tâm này là cái tâm mà gọi là nợ nần, lúc nào cũng là sợ thiếu nợ người ta, rồi cuối cùng á mình keo như kẹo kéo, cái gì nó cũng có qua có lại chứ, hiểu không? Nó đi đến chùa dọn miếng đồ ăn ra nghe, gấp ăn kịch 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 kịch, ăn quá trời ăn luôn, ai nói gì mặc kệ, mình tự nhiên mình sống lo gì. Nhưng Đức ngồi đi ăn cơm này, bao nhiêu cặp mắt ta nhìn những Đức, kệ nhìn đi tôi ăn, bớ quyền chén cơm tôi già lìa chứ kệ, nhìn chút quay xuống bị người ta ăn hết trơn. Có cái bà kia nói tờ ơi, mỗi lần thầy ăn cơm con ngồi con nhìn thầy ăn, nhìn thầy ăn chút con quay chút con nhìn nó ăn hết trơn đồ ăn chứ bỏ tặc, không lo, không lo ăn đi, nằm đây lo ăn đi, giờ ăn lo ăn, tới nào nhìn thì mới nhìn, tới nào rảnh thì nhìn, còn giờ ăn mà cũng đi nhìn nó tầm bậy tầm bạ thế kia, thấy không? Ngộ quý vị ơi, khi con người mình mà người ta thương rồi đó quý vị, dù mình xấu người ta cũng thích nhìn mình. Ngộ ghê, trời trời kỳ cục ghê, đúng không? Ngày xưa mà khi chưa có duyên quý vị, không có con mắm nào nhìn mình luôn á, là tao vậy mà bây giờ nghe, tao tự nhiên sao nhiều người ta thích mình quý vị ơi. Mà vì sao người ta thích mình? Vì mình vui, mình vui nó mới thích mình, đúng quý vị? Ờ đó, nên nên quý vị nhớ, nghe gì nó mắc cỡ lắm quý vị, nghe gì nó mà nói mà không dạng miệng là mắc cỡ lắm, làm như mình có giá lắm gì bằng, hiểu không? Nhưng mà kệ, tôi nói với quen miệng rồi tôi không có mắc cỡ gì hết trơn, mắc cỡ thì nói không có hay, hiểu không? Nó cái quan trọng của con người mình đặc biệt là gì? Nói chuyện rất tự nhiên, nói chuyện tự nhiên người ta thấy thương mình quý vị ơi, thấy không? Chứ đừng có bẻ mồm bẻ miệng, cái miệng sao nói vậy đi, chứ cái miệng bình thường vậy nói chuyện ôi là từ người ta nói mình mà nói chuyện cái đó ta thấy kỳ lắm quý vị ơi, thà cái miệng sao bây giờ nói tự nhiên đi, thấy không? Ví dụ bình thường gì mình gặp chào anh, anh lúc này khỏe không anh? Anh làm cái gì lúc này sao rồi, làm ăn được không, chứ đừng cái sao trời lúc này bẻ môi bẻ miệng cái đó là nói vô duyên rồi đó, nó không có đúng với cái miệng của mình, cái miệng mình sao mình nói đại vậy đi, đúng không? Miệng mình nhỏ thì cười nhỏ, miệng mình bự cười bự, mình sống tự nhiên đi quý vị. Thì sao mà đâu sống tự nhiên đó, hiểu không? Cuộc đời con người á, ai cũng chở về cát bụi hết trơn á. Tại sao ngày hôm nay chúng ta không sống cho đặc biệt, chúng ta đi nặng nề ngày mai hoài chi à? Chỉ cần nghe một buổi giảng này thôi, về những nỗi buồn trong cõi lòng buông hết đi, đúng không? Còn bà nào ngồi ở đây mà ghen chồng, về nói với chồng: anh ơi, em nghe thầy giảng em hiểu rồi, từ hôm nay em nghỉ ghen anh rồi. Đi đâu đi đi, đi sớm đi muộn gì kệ mồ ông, tôi nhà tôi nghe pháp thầy giảng. Bấm lên cái dàn chân thành niệm Phật Vô Lượng Thọ đăng ký nghe thầy giảng chơi vậy được không? Ông đi đâu ông đi kệ ông. Không ghen không nói nữa, vậy mà sợ đó quý vị ơi, đi về sớm á nghe. Nó về sớm á, thấy không? Nó bỏ cái tâm ghen đi nghe. Nó nhiều bà ở đây cũng ghen lắm nè. Chứ không phải giỡn đâu. Thôi chúc vị an lạc nha. Ai với đạo Phật. Rồi 28 người sinh nhật bữa nay lên đây coi. Ai là người sinh nhật bữa nay lên đây coi. Ra đây con. Nè tặng cái con này nghe. Rồi tặng cho con heo này về bỏ ống nghe. Rồi mua quà cho cha mẹ nghe chưa. Rồi đứng đàng hoàng lại con. Con quay phim chụp hình nè. Đây. Đây con, dai con, nè ngoan, đưa hai tay cầm, bước lại đây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Còn heo không cô? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ là mỗi năm sinh nhật là mình tưởng nhớ đến cha mẹ của mình đã sinh mình khó khăn. Rồi giờ mình lớn rồi, ngày sinh nhật là tưởng nhớ. Nên chúng ta phải niệm Phật và làm những việc phước đức gì để mới hồi hướng cho cha mẹ mình còn sống được bình an, mà khi mắc được siêu thoát nghe. Nhớ sinh nhật mỗi năm là vậy đó, chứ không phải là sinh nhật mà mình sát sanh hại vật, mình ăn nhậu, mình đi chơi đâu, không phải đâu. Mà mình tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, vậy thì sinh nhật mới đúng nghe. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, về chỗ ngồi nghe. Còn con heo đây.